quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với đới gió Tây Nam gây ra hiệu ứng phơn, cho nên tại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng tại một số điểm. Mức nhiệt đã lên tới mức là từ 37 cho đến 39 độ. Trong khi đó, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ ngày hôm nay cũng oi ả hơn, mặc dù là trời không nhiều nắng, nhưng nhiệt độ cũng sấp xỉ đến mức là 29 cho đến 30 độ. Độ ẩm trong không khí vẫn duy trì ở mức cao, trên 85%. Hiện tượng nồm ẩm vẫn chưa được cải thiện. Dạng thời tiết này sẽ vẫn còn tiếp diễn trong đêm nay và cả ngày mai. Mưa nhỏ và sương mù vẫn tập trung chủ yếu vào đêm và sáng sớm. Ban ngày giảm mây và hứng nắng. Ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, mức nhiệt là từ 30 cho đến 36 độ. Còn phía Đông Bắc Bộ dao động từ 25 cho đến 29 độ. Từ đêm ngày 31 tháng 3, thời tiết sẽ có sự chuyển biến bởi một khối không khí lạnh được tăng cường trở lại, nén và đẩy dịch dần dạng áp thấp gây ra mưa trên lục địa Trung Quốc xuống khu vực Bắc Bộ. Mưa rào và dông xuất hiện trở lại tại các tỉnh vùng núi phía Bắc. Trong cơn dông thì bà con cần đề phòng khả năng có thể xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ sẽ giảm xuống từ 5 cho đến 6 độ và trời lạnh. Tình trạng nắng nóng vẫn còn bao trùm trong ngày mai tại các tỉnh miền Trung. Nguyên nhân là do vùng áp thấp vẫn mở rộng về phía Nam, khiến cho khu vực Bắc và Trung Trung Bộ nên nhiệt vẫn sấp xỉ ở mức là nắng nóng. Nhiệt độ trưa chiều dao động từ 32 cho đến 35 độ. Riêng vùng núi phía Tây, các tỉnh Nghệ An như là Tương Dương hay là Quảng Bình, Quảng Trị, Nam Đông tại Thừa Thiên Huế, Trà My ở Quảng Nam, Ba Tơ ở Quảng Ngãi do hiệu ứng phơn cho nên còn có nắng nóng với ngưỡng nhiệt là từ 36 cho đến 39 độ. Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn thì ngày mai sẽ là ngày đỉnh điểm của đợt nắng nóng này. Từ ngày 1 tháng 4, nắng nóng sẽ bắt đầu suy giảm dần và thu hẹp phạm vi ảnh hưởng và có khả năng chấm dứt hẳn từ ngày 2 tháng 4 trên toàn khu vực. Trong khi đó, ở các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ thì trời không quá nóng với mức nhiệt là từ 32 đến 34 độ, thời tiết thuận lợi cho người dân trong ngày làm việc đầu tuần. Những cơn mưa trái mùa tại phía nam của Tây Nguyên dù có lượng không đồng đều nhưng cũng làm dịu bớt tình hình khô hạn trên khu vực. Ngày mai các tỉnh như là Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, những cơn mưa rào và dông vẫn xảy ra vào thời điểm chiều tối và đêm. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, ngày mai vẫn sẽ là ngày ít mưa, nên nhiệt độ cao với mức cao nhất ngày dao động từ 32 cho đến 35 độ. Riêng các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh thì còn có nắng nóng nhẹ, có nơi chạm tới ngưỡng là 37 độ. Cuối cùng là những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị, chịu ảnh hưởng chính của lưỡi cao lạnh suy yếu, cho nên trong đêm nay và ngày mai, thời tiết trên khu vực Biển Đông vẫn trong tình trạng tốt, khá thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Cụ thể là khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, chủ yếu có gió Đông Nam đến Nam với cường độ là cấp 4, sóng biển cao trong khoảng từ 0,75 cho đến 1,75 mét. Còn khu vực Nam Biển Đông và quần đảo Trường Sa có gió Đông mạnh cấp 4, cấp 5, thời tiết có mây thay đổi và mưa rào và dông ở một vài nơi. Khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay của kênh VTC14 sẽ là những thông tin chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có buổi tối ấm áp và hạnh phúc bên gia đình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.